người, em tên là Nguyễn Thị Bích Thuy. Em hôm nay em casting idol cho room 30031. Em xin hát bài Chiếc Khăn Gió Ấm mà mọi người lắng nghe ạ. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi may mắn vào phòng, vòng tay của em nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh yêu giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa hững hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho anh em lung linh và tiền sông đời biến lớn. Gửi anh những tình nhau để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và anh giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi may mắn vào phòng, vòng tay của em nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho anh em giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim em cồn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về ai, gửi cho anh đêm lung linh và tiền sông đời biến lớn. Gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình cần bên nhau, để anh vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi gian đau môi anh, nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Người cho anh đêm lung linh và tiền sông đời biến lớn. Gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình cần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh nụ hôn của em ấm áp. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Còn cách tình của em đến đây là hết rồi nha. Cảm ơn mọi người.